ba con quỷ. Xưa thật là xưa, ở một vùng nọ có hai vợ chồng nhà phú hộ tuổi đã già mới sinh được một mụn con gái nên vô cùng chiều chuộng. Cô gái càng lớn càng xinh đẹp, ít ai bì kịp. Bố mẹ cô càng nâng niu như vàng như ngọc. Họ xây một ngôi lầu xinh xắn, xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ cho con ở. Bấy giờ trong rừng sâu gần đấy có ba con cáo sống lâu năm thành quỷ, có phép biến hóa, quen thói hại người. Nghe tin có cô gái đẹp được ở trên lầu hoa, chúng rắp tầm phá phách, bèn hóa thành một thứ cây có hoa rất lạ. Hoa có ba cánh, một cánh màu xanh, một cánh màu trắng, một cánh màu đỏ. Một người tiều phu lên rừng đốn củi, thấy cây hoa đẹp chưa từng thấy, liền bứng về bán cho phú hộ. Thấy cây hoa đặc biệt, phú hộ mua ngay rồi đem trồng ở vườn. Tuy hoa rất lạ và đẹp mắt, nhưng cô gái lại không thích. Vì thế, mưu kế của lũ quỷ không thành. Lâu ngày, hoa tàn cây héo, lũ quỷ sắp sửa bỏ đi nơi khác. Vào lúc ấy, người phú hộ chặt cây, thấy thớ gỗ đẹp, bèn chọn lấy một khúc đẽo thành cái then cửa, đem về ráp vào cửa buồng của con gái. Sau đó mấy hôm, vào một đêm kia, trong khi cô gái đang ngủ, thì một con quỷ từ chiếc then cửa bỗng hiện ra, toàn sinh sự với cô. Nhưng cô đã vùng dậy, hết sức chống cự và kêu la inh ỏi. Biết không xong, con quỷ liền hớp lấy hồn nàng, rồi biến vào then cửa. Khi vợ chồng phú hộ và người nhà chạy vào buồng, thì thấy cô gái nằm thiêm thiếp trên giường như người đã chết, ngực thở thoi thóp, lay gọi mãi vẫn không tỉnh. Chưa kịp tìm thầy cứu chữa, thì tối hôm sau, trong khi người cha một mình chăm sóc cho con quỷ thứ hai lại hiện ra hớp lấy hồn ông. Tối hôm sau nữa, lại đến lượt một người nhà bị con quỷ thứ ba hớp hồn. Vợ phu ông sợ quá, vội cho mời thầy phù thủy đến ấn quyết trừ tà. Thầy làm phép trong 3 ngày 3 đêm thì phú ông và người hầu tỉnh lại. Duy chỉ có cô con gái thì quỷ đầu đàn vẫn không chịu buông tha. Cuối cùng thầy đành cáo từ, vì phép thuật đã dở ra hết mà cô gái vẫn nửa mê nửa tỉnh. Từ đấy người ta tin rằng ngôi nhà lầu có quỷ nên không một ai dám lui tới. Một buổi chiều nọ, có một thầy tên là Tân đi thi hội, lỡ đường. Thấy có ngôi nhà tốt, anh ghé vào xin trọ. Người nhà kể lại câu chuyện đã qua và nói: "Chẳng giấu gì ông, nhà chúng tôi đang bị lũ quỷ quấy nhiễu. Ông nên đi tìm chỗ khác mà trọ, kẻo mang vạ vào thân." Nghe xong, Tân nói với vợ chồng phú ông: "Đã là học trò, đọc sách tánh hiền, thì yêu ma quỷ quái nào dám đâu trêu ghẹo. Ông bà cứ cho tôi nghỉ một đêm, biết đâu tôi trừ được nạn cho ông bà." Vợ chồng phú hộ nghe nói, bèn mở cửa đón khách vào. Ăn xong bữa chiều, Tân khoan thai bước lên lầu. Anh chỉ xin chủ nhà cho mình một ngọn đèn ngồi trước án thư đọc sách, còn dao để sẵn bên người. Đến khuya, một con quỷ từ then cửa buồng cô gái hiện ra với trạng mạo một cô gái xinh đẹp. Tân vẫn điềm nhiên đọc sách không nói gì cả cho đến lúc nó biến đi. Lần thứ hai, một người mặt mày hung ác, tóc xõa, lưỡi thè chừng một gang. Nó chạm vào người Tân, nhưng anh vẫn thi gan, mặc kệ. Đến lượt con quỷ thứ ba, tức là con quỷ đầu đàn đang hớp hồn cô gái, bước vào. Thấy bóng anh học trò, nó vội quay trở ra, chỉ kịp rú lên mấy tiếng: "Có bậc quý nhân, trốn mau!" Tân đã cầm sẵn dao trên tay, nhanh như cắt, nhảy đến chém một nhát, con quỷ đứt mất một chân. Tân chạy theo đến cửa buồng cô gái, thấy cả ba con quỷ biến vào then cửa. Anh cầm lấy chân quỷ soi vào đèn xem, thì thấy đấy là chân cáo. Vì quỷ đau quá phải thả hồn ra, nên ngay lúc đó cô gái cũng tỉnh dậy. Tân đến gần hỏi chuyện, biết đó là người đã cứu mình, nàng cúi đầu chào và cảm ơn. Tân dẫn nàng ra cho vợ chồng phú hộ và lại đem chân con quỷ cho mọi người xem. Ai nấy đều phục tài anh học trò. Sáng hôm sau, Tân từ chối vàng bạc của vợ chồng phú hộ đưa tặng, chỉ xin cái then cửa buồng dắt vào thắt lưng. Đi được nửa ngày, ba con quỷ hiện ra, phú phục trước mặt, khẩn khoản xin anh làm phúc bỏ lại cái then cửa. Tân cười: "Không được, chúng mày có tài phép gì
cứ dở ra hết cho tao xem, rồi tao cho chúng mày vào lửa. Xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi xin tặng ngài những vật quý. Vật gì? Đưa ra ngay, nếu không thì đừng có trách. Con quỷ thứ nhất đưa Tạng Tân một cái mặt trời đựng trong túi, dặn rằng ban đêm hễ rút ra khỏi túi thì trời sẽ sáng như ban ngày, cất vào túi thì trời lại tối sầm như cũ. Con thứ hai tặng một mặt trăng cũng vậy, hễ ban đêm tối trời rút ra khỏi túi thì không cần đèn đuốc. Còn con thứ ba tặng một con ngựa, mỗi ngày có thể đi ngàn dặm đường. Tân nhận những món quà tặng rồi ném cái then cửa vào một bụi rậm bên đường. Sau đó Tân nhảy lên lưng ngựa, bảo đưa mình tới kinh đô. Lập tức ngựa hí lên một tiếng rồi lao rất nhanh, bốn chân không chạm đất. Chỉ một lát sau, ngựa đã đặt anh xuống ngoài hoàng thành. Tân ở lại đây sắm sửa mọi thứ để dự kỳ thi hội. Hôm bắt đầu thi, bài của Tân làm rất đắc ý, cho nên thi vừa xong buổi sáng, sẵn con ngựa quý, anh nhảy ngay lên lưng, bảo nó đưa mình về quê nhà. Ngựa phóng tích mù, vừa chập tối đã đến nơi. Anh khe khẽ gọi cửa. Vợ Tân đang ngủ, rất kinh ngạc vì thấy chồng mình đi thi chưa được mấy ngày đã trở về. Tân không muốn đánh thức cha mẹ dậy nên dặn vợ giấu kín chuyện mình về. Rồi hai vợ chồng nhỏ to trò chuyện cho đến mờ sáng, anh lại lên đường. Mặc dù vậy, đêm ấy tiếng rì rầm của đôi vợ chồng đã làm thức tỉnh cha mẹ Tân ở buồng bên. Hai ông bà không tin là con trai mình về, chỉ ngờ nàng dâu có nhân tình nhân ngãi chi đây. Cho nên sáng hôm sau ngủ dậy, lúc ấy Tân đã cưỡi ngựa trở lại kinh đô để kịp nghe loa báo tin. Hai ông bà gặng hỏi con dâu. Vợ Tân trước còn giấu quanh, nhưng thấy không giấu được nữa, đành phải kể lại câu chuyện chồng về tối hôm qua, cùng những việc chồng mình trị quỷ và được chúng tặng ngựa quý ra sao, vân vân. Nhưng bố mẹ chồng không tin chuyện khó nghe đến thế, nên trách mắng con dâu thậm tệ. Vợ Tân không biết lấy gì minh oan, chỉ ôm mặt khóc. May sao, chiều hôm ấy Tân lại về. Được tận mắt thấy con trai cưỡi ngựa thần, hai ông bà mới tin là thật. Tân kể chuyện cho bố mẹ và mọi người cùng nghe. Sáng hôm nay, ngựa đưa con vào đến kinh đô. Vừa lúc tiếng loa trường bắt đầu thi sướng lên tên những ai thi đỗ, vừa nghe đến tên con mừng quá, vội phóng ngựa về đây. Ba ngày nữa con lại trảy kinh để dự yến tiệc cho nhà vua đãi ở điện Thiên Quang. Nghe nói có con ngựa thần, người cha ngỏ ý muốn cưỡi thử. Tân hỏi: Bố muốn đi chơi đâu bây giờ? Bố thường ao ước được vào tận Đồng Nai, Gia Định để du ngoạn một phen. Được. Sáng hôm sau, người cha cơm nước xong, nai nịch chỉnh tề bước ra sân. Tân nắm dây cương trao cho cha. Ông bố vừa nhảy lên yên, ngựa đã phóng đi vùng vụt, loáng một cái đã mất hút. Cho đến tận chiều, lúc mặt trời gác núi, con ngựa quý lại phóng như bay trở về. Bố Tân bước xuống giữa sân, ông vui vẻ mở tay nải lấy quà mời mọi người nếm tử, rồi kể chuyện tai nghe mắt thấy ở Gia Định. Mẹ Tân nghe chồng hết lời ca tụng con ngựa thần, cũng muốn đi chơi một chuyến. Qua hôm sau, Tân lại dắt ngựa ra sân rồi đỡ mẹ lên yên. Nhưng ngựa chưa kịp bước ra khỏi cổng, bỗng ngã khuỵu, hất mẹ Tân ngã lăn xuống đất. Một luồng khói trắng từ trong mình ngựa bốc ra và cuộn lên trời. Mọi người xúm lại xem ngựa đã tắt thở. Thiệt hại xảy ra cho ông tiến sĩ mới cả đơn lẫn kép. Không những mất một vật tặng vô giá, ông còn khó thoát tội khi quân, bởi vì trước mắt không thể nào tiến kinh cho kịp chiều mai dự yến. Đường từ quê Tân đến kinh thành đi bộ phải mất 4-5 ngày đường, đi ngựa cũng phải hơn 2 ngày. Không còn cách gì nữa, Tân đành bắt một con ngựa thường, chẳng kịp từ biệt cha mẹ vợ con, vội ra roi cho ngựa phi nước đại. Tối mịt mà vẫn chưa được nửa đường, nằm nghỉ ở quán trọ, Tân lo lắng hết sức. Anh sực nhớ tới tặng vật mặt trời do con quỷ thứ nhất biếu vẫn còn cất trong túi vải. Thế là Tân yên tâm. Ngày hôm sau, Tân lại lên ngựa phóng đi. Khi mặt trời sắp gác núi, anh bèn lôi mặt trời của mình ra treo trước đầu ngựa. Đột nhiên, một chuyện lạ chưa từng có xảy ra. Đâu đâu cũng thấy ánh mặt trời. Cho đến khi con ngựa đưa Tân đến trước điện Thiên Quang, anh mới cất mặt trời vào túi. Bây giờ, bầu trời đột ngột chuyển sang đêm. Tân buộc ngựa xong, bước vào điện, nhưng cũng đã muộn rồi. Mọi người chờ mãi không thấy đêm xuống, thức ăn thì nguội cả.
nên nhà vua ra lệnh cho các ông tiến sĩ cứ 4 người ngồi vào mâm. Khi Tân bước vào thì tiệc rượu đã gần tàn. Biết việc chậm trễ có thể khiến mình mất đầu như chơi, nên anh cởi mũ phủ phục trước sân điện, một hai viện lý do không thấy trời tối để mong được nhẹ tội. Vua tha cho anh, nhưng để anh nhớ lỗi, bác bổ anh về làm tri huyện một huyện từng nổi tiếng có nhiều án ma. Mặc dù nghe nhiều tin đồn rùng rợn rằng từ trước đến nay, hễ quan nào được bổ nhiệm về huyện ấy đều bị quỷ vật chết, Tân vẫn ung dung nhậm chức. Theo tục lệ vùng này, mỗi khi quan mới được bổ đến, dân các làng xã đều phải mang lễ vật đến chào quan. Cho nên, những ngày Tân mới chân ướt chân ráo đến nơi, dân chúng kéo nhau đổ lễ vật đến đầy công đường. Tân tiếp chuyện mọi người rất ân cần, nhưng nhất nhất chối từ mọi lễ vật. Chàng kín đáo dặn lính hầu, mỗi khi có toán dân nào ra về thì bí mật đi theo để biết rõ tung tích. Vào ngày thứ ba, một trong những người lính hầu mà Tân phái đi đã theo bén gót hai người dân đội một mâm lễ vật trở về. Khi lính thấy hai người dân đi mãi, bóng chiều đã ngã mà vẫn chưa đến nơi. Cho đến khi tắt ánh mặt trời mới thấy họ đến sát một cái giếng hoang cạnh đường. Đột nhiên, họ đội cả mâm, lội xuống giếng, thoáng một cái để mất dạng. Vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, người lính vội đi suốt đêm trở về báo quan. Sáng hôm sau, Tân hạ lệnh cho một toán lính huyện tới tác cạn giếng. Họ ra sức tác suốt một ngày. Nhưng thật lạ lùng, tác được bao nhiêu thì lại đầy ấp bấy nhiêu. Mấy ngày sau nữa, công việc cũng không nhích lên được tí nào. Lính huyện rất chán nản. Một hôm nọ, vào giữa canh khuya, một người lính bỗng thức giấc vì tiếng rì rầm nói chuyện trên cành cây. Một con hỏi, nếu chúng nó kéo tới đông thì tác cạn không? Nhiều người cũng vô ích thôi, chỉ có rồng mới có thể hút cạn, ngoài ra không có cách nào khác. Người lính đem câu chuyện trình lên quan. Tân nói, chính ta là rồng đây, ta sẽ tân hành tác cạn giếng. Nói xong, Tân cưỡi ngựa về tận nơi. Sau khi xem xét, quan cầm lấy gầu tác lấy tác để. Quả nhiên, chỉ một mình Tân cũng đã làm cho nước giếng cạn dần đến đấy. Nhưng khi nước giếng cạn hết, cả quan và lính đều không thấy quỷ đâu. Giữa ban ngày, mắt người không thể nhìn thấy được, nhưng đêm đến, quỷ lại lẫn lúc trong hang hốc, khiến Tân và lính hầu tìm hết hơi mà không ra. Họ thắp đuốc lên, nhưng bó đuốc nào vừa đến cửa hang cũng đều tắt ngấm cả. Tân sực nhớ một tặng vật nữa, bèn mở túi lấy mặt trời ra treo lên đầu ngọn tre. Lập tức cả một vùng sáng rực như ban ngày, nhưng ban ngày quỷ lại tàn hình lọt khỏi con mắt người. Tân nhớ đến tặng vật thứ hai, vừa đưa ra khỏi túi, mặt trăng tỏa ánh sáng dịu mát khắp mọi nơi. Tân liền mang mặt trăng đi dần xuống giếng, tiến vào các hang, các hốc. Dưới ánh sáng trăng, quỷ lộ mặt, cho nên chưa dập miếng bả trầu, hai con quỷ đã bị tóm. Trước mặt Tân, hai con quỷ cúi đầu lạy lục, xin quan xin phúc tha mạng, từ rầy không dám làm hại ai nữa. Tân sai lính đẩy chúng thật xa, từ đấy dân huyện yên ổn làm ăn sinh sống.